Việt Nam bất ngờ hồi sinh rocket chống ngầm khủng. Từng có mặt trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam trước khi bị loại biên cùng các tàu hộ vệ chống ngầm Project 201 rocket ngầm RBU-1200 từ một trong những vũ khí chống ngầm mạnh nhất của quân đội ta. Theo đó, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô đã viện trợ cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tổng cộng 8 tàu chống ngầm thuộc Project 201. Tại Việt Nam, các tàu này được gọi đơn giản là tàu chống ngầm 200 tấn. Chúng phục vụ trong giai đoạn giữa thập niên 1960 đến khoảng thập niên 1980 thì bị loại biên. Cùng với sự ra đi của biên đội tàu Project 201 là các tổ hợp rocket chống ngầm RBU-1200. Thế nhưng mới đây, trong phóng sự chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất quốc phòng trên truyền hình quân đội cho thấy các cán bộ kỹ sư của Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang tiến hành cải tiến các tổ hợp rocket RBU-1200. Dựa trên những hình ảnh có được từ những phóng sự trên, thì có thể thấy RBU-1200 đã được Viện Công nghệ khôi phục tình trạng chiến đấu, cũng như có một số cải tiến dành cho tổ hợp vũ khí chống ngầm này. Và có nhiều khả năng RBU-1200 sẽ được Viện Công nghệ tích hợp thêm một số công nghệ mới. Hiện vẫn chưa rõ Viện Công nghệ đã có thể nắm được công nghệ sản xuất RBU-1200 hay chưa, nhưng việc khôi phục và cải tiến khả năng chiến đấu của tổ hợp vũ khí này sau nhiều năm ngưng sử dụng đã cho thấy được quyết tâm các cán bộ kỹ sư của Viện Công nghệ trong việc chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất quốc phòng. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quân đội nhiều nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục sử dụng các tổ hợp rocket chống ngầm RBU-1200, trong đó có cả Nga. Do đó, việc Việt Nam hồi sinh và tái đưa vào trang bị lại tổ hợp vũ khí này trong tương lai là điều có thể xảy ra. Bản thân RBU-1200 không chỉ có thể trang bị trên tàu chiến, mà nó cũng có thể được tích hợp cho các cứ điểm phòng thủ ven bờ hoặc các đảo tiền tiêu. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu chống ngầm Project 201 gồm lượng giãn nứt tiêu chuẩn 170 tấn và lên tới 215 tấn khi mang đầy tải, chiều dài 42m, chiều rộng 6m, mấn nước 1,8m, thủy thủ đoàn là 30 người. Lớp tàu chống ngầm này được trang bị 3 động cơ diesel với công suất máy lớn nhất 7.500 mã lực cho tốc độ tối đa 28 hải lý một giờ, tầm hoạt động 1.100 hải lý khi chạy ở vận tốc tối ưu kinh tế 13 hải lý một giờ. Còn về vũ khí chiến đấu, Project 201 được tích hợp hai hải pháo nòng đôi 2M3 cỡ 25mm bố trí trước sau 4 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1200, ngoài ra còn có giá để thả thủy lôi và bom chìm. Cận cảnh 4 tổ hợp rocket RBU-1200 của tàu Project 201 được bố trí phía trước, ngay sau đó là hải pháo 2M3 dành cho nhiệm vụ phòng không và cả chống tàu. Tổ hợp rocket RBU-1200 là một trong 5 tổ hợp rocket chống ngầm được Liên Xô phát triển dành riêng cho lực lượng hải quân. Trong đó, RBU-1200 gần như là tổ hợp có cỡ nòng lớn nhất, lên đến 253mm, chính vì vậy mà nó còn có biệt danh là Bão. Mỗi tổ hợp RBU-1200 được trang bị 5 ống phóng, mang theo các đạn rocket chống ngầm RGB-12 nặng 73kg, dài 1.380mm, cỡ nòng 253mm. Do sử dụng cỡ nòng lớn, nên tốc độ bắn của RBU-1200 khá chậm, vào khoảng 2,5 phút mỗi phát, và việc nạp đạn thực hiện hoàn toàn thủ công. Tầm bắn hiệu quả của RBU-1200 với đạn RGB-12 là hơn 1.200m và được trang bị đầu đạn nổ cực mạnh, nặng 32kg. Tốc độ lặn của RBU-1200 khi xuống nước vào khoảng 6,2m trên giây và có thể hoạt động ở độ sâu lên đến 300m với phạm vi kích nổ gây sát thương dưới nước là 6m. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.